chào các bạn đến với kênh YouTube Vua Dừa Miền Tây. Nay Vua Dừa mình đi quay cảnh cưa cây cho các bạn xem nè. Nãy giờ Vua Dừa mình đi leo dừa rồi, giờ Vua Dừa mình trở lại quay cảnh cưa cây nè. Thế đây là cây cốc thái nè bạn thấy không? Mình mít nè. Đó, đây là mít nè. Mít chanh gai với thái chanh gai nè. Đây là cốc thái đó, hồ quá trời luôn. Đây chanh nữa nè. Quay cảnh xung quanh. Dừng được ở quê hương miền Tây. Ha, đi đi leo dừa đã rồi giờ quay lại quay cảnh cưa cây luôn đó. Ha, cái dừa đắng hồi nãy nó cao. Nó cao mà khó leo lên đó. Mình có ông Bảy Tươi đang á. Ông Bảy Tươi mà ông kia đó hả? Ừ. Ông leo hả? Ừ. Hết nổi rồi. Nó leo dừa lắm á. Hả? Ông bị chim ổng dám leo. Đó, đây là ông Út cũng đang mở gạo rồi. Cho chú Sang lát đi ra cưa cây mũ được nha các bạn. Đó, tàn rất là nhiều luôn nè. Đó, bị nhiêu đây mà tàn rồi. Ve quên vườn ta luôn rồi. Này cưa củi luôn ha ông Út. Đó. Ok liền. Con là thèm dữ lắm đó. Bằng cái luôn đó. Tao lãnh 2 triệu rưỡi rồi biết nó bự hay nhỏ. Mới lên xong. Không biết nó kêu ngang hay nó kêu khác mình không biết nha. À, chú Sang con thấy mấy cây sao là con thèm dữ lắm đó. Nè. À, chú Sang đang leo lên cây mù nha các bạn. Cảnh cưa cây ở miền Tây nha. Cái nhánh nào mà lấy dài mà nó cuôn cuôn lên thì có cái nạn đó mình chừa từ cái chỗ cái nước chưa lấy nạn ha. Quay cho cái mũ nha bạn. Đó, tại vì che quanh vườn cây mình kéo rồi đang tự ngã luôn rồi đó. Không sao, không sao. Đó, cặp đó luôn nha các bạn. Đó rồi, quá an toàn luôn. Rồi,
giờ ngắn ra hết trơn. Mày thấy dài không? Mày thấy dài vậy luôn đi. Này cắt củi luôn nha bạn. Cái mù có bị nhiêu đây mà nhánh quá nhánh luôn nha bạn. Mấy bên đây là ngã qua vườn người ta nè bạn. Cửa củi lên tới tay ra luôn đi. Quá trời nhánh luôn nha bạn. Rồi dây nữa, cỏ đó. Phía này là có cây mai nữa đó bạn. Đây bạn, đây trái một u nè bạn, thấy không? Nè, ra làm dầu một u nè. Đây cái một u này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
luôn à. Về đi ra. Quấn hết luôn nha bạn. Cắt vô dây điện luôn hả chứ sao? Ô. Dây điện nhỏ mà dây nhôm mà. Giờ đã hoàn thành cái mũ nha các bạn. Ra củi luôn á. Củi mũ này thịt này rất là trắng luôn. Nó về ao luôn nha các bạn. Cộng dây đó là cộng dây để treo cái sợi dây kia ha. Hồi đó cách đây chắc có 10 năm. Bây giờ cái em lớn lên á. Nó hút cái chỗ mất tiêu luôn ha. Không thấy. Bên kia cái mít cháy quá sai luôn các bạn. Video quay khá dài rồi, cho vui vừa mình xin khép video tại đây. Xin chào, hẹn lại, bye bye các bạn nha.